365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 24 tháng 2. Lời Chúa. Trích sách Gióp chương 19 câu 25 đến câu 26. Tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Lời Thánh Y Nhã. Nếu Thiên Chúa làm cho bạn đau khổ rất nhiều, thì đó là dấu hiệu Ngài muốn làm cho bạn trở nên một vị thánh lớn. Suy niệm. Lời Chúa hôm nay cho ta nhận ra một điều rất đẹp. Dù ông Gióp phải bơi ngược dòng với quá nhiều khổ đau, nhưng ông vẫn có một sức mạnh nội tâm giúp ông không chìm xuống. Sức mạnh nội tâm này, ông Gióp nhận được từ chính Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng và hy vọng. Trong đau khổ, chắc chắn đời người sẽ mang nhiều cảm xúc nặng nề, kể cả tuyệt vọng và gục ngã. Nhưng là người tin tưởng vào Chúa, như ông Gióp, bạn và tôi cần vững tin rằng, dù gì đi nữa, ta vẫn có Chúa ở bên. Đấng bên vực ta vẫn sống. Dù da thịt ta bị tiêu hủy và tâm hồn ta tan nát vì khổ đau, thì đấng bên vực ta, đấng yêu thương ta, sẽ cúi xuống và vực ta dậy. Cuối cùng, Ngài cho ta được ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ của đấng yêu thương, Thiên Chúa của bạn và của tôi. Hơn nữa, ông Gióp là người công chính nhưng vẫn phải đón nhận biết bao khổ đau. Điều đó là một thử thách và cũng là một cơ hội để ông trưởng thành hơn, để ông có thể nên thánh hơn ngay trong dòng sông đau khổ. Vâng, dù chẳng hiểu tại sao, dù không thể cách nghĩa được tại sao đau khổ triền miên đến với mình, và dù có những lúc lao đao trong gian nan thử thách, ông Gióp vẫn trung tín với Thiên Chúa, vẫn sống công chính và vẫn bước đi trên chính lộ. Đó là mẫu gương thánh thiện giúp bạn và tôi sống tích cực hơn khi chúng ta phải đón nhận khổ đau. Thánh Y Nhã để lại lời khuyên thật sâu sắc. Nếu Thiên Chúa làm cho bạn đau khổ rất nhiều, thì đó là dấu hiệu Ngài muốn làm cho bạn trở nên một vị thánh lớn. Hơn nữa, bạn ơi, là một phúc lành cho chúng ta nữa khi ta biết đón nhận đau khổ cách tích cực. Vì qua đó, bạn và tôi được gặp Chúa Giêsu trên đường thương khó và kết hiệp với Ngài trong chính những khổ đau. Ôi, khổ đau của ta
được hòa tan trong khổ đau của Chúa Giêsu. Phúc lành lớn lao từ trời cao dành cho phận người dưới thế là vậy đó. Hồn sống trong ngày. Đừng chạy trốn khổ đau. Hãy đón nhận khổ đau và biến khổ đau trở thành người bạn của đời mình. Hãy cư xử hiền lành với khổ đau bằng cách cư xử tốt lành với trái tim, lý trí và cuộc sống của mình. Đau khổ có đó, nhưng mặt trời cũng vẫn ở bên. Đau khổ bên ta, và đau khổ cũng có chỗ bên Chúa Giêsu. Hôm nay, mời bạn chạy đến với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Thật nhẹ nhàng, bạn giơ cao bàn tay của mình và dâng lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh đau khổ của đời bạn. Có thể ở trong quá khứ hay trong hiện tại này. Bạn xin Chúa đón nhận đau khổ của bạn và hòa tan đau khổ đó vào trong đau khổ của Chúa. Bạn cũng xin Chúa làm cho tâm hồn bạn đang đau khổ vẫn luôn tràn ngập tin tưởng, hy vọng vào Chúa, đấng bên vực sự sống của bạn, đấng là chủ của đời bạn. Hôm nay, với khổ đau của bạn, bạn hãy đứng đó trước thánh giá Chúa bao lâu bạn muốn nhé. Bước theo chân Ngài luôn và
sống muôn đời cho trọn theo lời phúc âm. Thân chính đời mình cho cả thế gian.